Thưa quý vị, mặc dù bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa ở thời điểm gần đến ngày thu hoạch khiến lúa đổ ngã, tuy nhiên theo nhiều nông dân xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, vụ lúa trên đất nuôi tôm năm nay vẫn được xem là thuận lợi hơn so với năm trước bởi đầu ra và giá cả tương đối ổn định. Gia đình anh Mạc Hoàng Quân đang thu hoạch 1,5 hecta lúa trên đất nuôi tôm. Giống lúa anh sử dụng là giống Đại Thơm 8, năng suất trung bình đạt trên 6 tấn 1 hecta, với giá bán 6.500 đồng một ký. Trừ các chi phí, gia đình anh có lãi hơn 30 triệu đồng. Lúa hôm nay mừng lắm, mà cái năm nay có mưa nhiều, cắt chờ hơi chậm. Thế nay bà con mừng phấn khởi lắm. Đầu ra năm nay nhờ nó có giá, được 6.500. Đỡ giá trúng giá năm rồi, năm nay so ra thì tính ra gì là năng suất nó cao hơn. Nông dân ở đây cho biết, dù mặt bằng chung năng suất vụ lúa trên đất nuôi tôm năm nay sụt giảm hơn so với năm trước khoảng 200 kg một hecta, do ảnh hưởng của những đợt mưa gần ngày thu hoạch khiến một số diện tích lúa bị đổ ngã. Tuy nhiên, nhờ đầu ra thuận lợi, được giá nên nông dân đều có lãi, góp phần tạo động lực để chuẩn bị cho vụ sản xuất sau. Đợt này tôi cũng đưa vào đi sấy hết rồi làm hết rồi. Cũng cái đầu tiên cắt cũng so với công lớn là cũng được 840 giả. Đối với diện tích lúa tôm thì thời tiết năm nay là khá thuận lợi. Thì do đó là cái trong quá trình sản xuất của bà con cũng thuận lợi theo gặp thuận lợi trong quá trình rửa mặn rồi thì nói chung là bà con mình làm đúng thời vụ, do đó là cái năng suất hôm nay đạt cũng khá so với như mọi năm. Vụ lúa tôm năm 2022, xã Lý Văn Lâm có hơn 100 hộ sản xuất với diện tích 182 hecta. Giống lúa được nông dân chọn chủ yếu là ST24, ST25, OM2517, OM5451. Đối với các trà lúa đã thu hoạch, năng suất đạt khoảng 6 tấn đến 6,2 tấn 1 hecta. Đối với giống lúa ST24, ST25 sẽ được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thủy sản Ông Muộn thu mua với giá từ 7.600 đồng đến 7.800 đồng một ký. Các giống lúa khác được thu mua với giá 6.500 đồng một ký. Dự kiến trong tuần này, các trà lúa trên địa bàn xã sẽ thu hoạch dứt điểm.